chờ đợi những khoảnh khắc mất tập trung của đối thủ. Ví dụ như là như thế này, Duy Khánh chân trái, không vào. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Duy Khánh, suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-1. Bóng lập bập và thủ môn Tấn Trường cũng đã tương đối vất vả. Một pha đâm thẳng vào khu vực trung lộ của Duy Khánh đầy bất ngờ. Tự tin cầm trái bóng và bước lên chấm phạt đền, không vào. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đặt lòng này của Trương Minh Linh. Đó có thể coi là một tiếng dứt điểm quá hiền. Không có nhiều vất vả với thủ môn Bùi Tấn Trường. Trái bóng gần như là đi vào chính giữa khung thành. Hải Phòng lên bóng nhanh. Martin Lò. Trương Minh Linh sẽ có 5 phút đá bù giờ dành cho hiệp đấu này. Căng ngang. Lại thêm một pha bóng mà thủ môn Tấn Trường đã phán đoán tốt. Cú sút. Đó là lần thứ hai mà Jose Paulo Pinto dứt điểm từ một quả đá phạt trực tiếp. Cú đá lần này tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ khó để có thể đánh bại được Tấn Trường. Vẫn đang là cầu thủ áo đỏ. Đánh đâu? Hoàng Vũ Samson. Một tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Tuấn Trường. Cơ hội thực thụ đầu tiên của Thanh Hóa trong trận đấu này. Một cơ hội mà các cổ động viên Thanh Hóa đã thấy bàn thắng tới với họ rất gần. Người dứt điểm cũng hay và người bắt cũng tài. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đợt tấn công của họ. Cơ hội. Đào Đào Junior. Không được. Tấn Trường đang chơi thực sự hay. Mặc dù ở vòng đấu trước khung thành của anh đã phải đón nhận hai bàn thua, nhưng đó cũng là trận đấu mà Bùi Tấn Trường đã có hàng loạt những pha cứu thua xuất sắc dành cho đội bóng của mình. Pha xoay sở và dứt điểm từ góc hẹp để cho tâm lý của các cầu thủ ổn định hơn. Võ Huy Toàn đã không đủ lực. Điều quan trọng nhất là vào lúc này Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 10 cầu thủ ở trên sân. Hoàng Thịnh gặp thẻ đỏ trực tiếp. Giang Trần Quách Tân. Phi Sơn. Dứt điểm kỹ thuật rất nguy hiểm. Đó là tình huống sút cầu môn thứ hai của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và mỗi lần họ dứt điểm là một lần khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường trao đảo. Đánh đầu Raffeson rất nguy hiểm. Vừa rồi thì sự xuất sắc của Tấn Trường đã cứu cho Hà Nội phải nhận bàn thua thứ 3. Nào. Bị sút giảm. Người chạm bóng cuối cùng trong tiếng vừa rồi đó là Hà Đức Chinh. Một pha đánh đầu tốt đến từ cầu thủ số 9 của đội chủ nhà. Tấn Trường đã chơi tập trung trong tiếng vừa rồi. Là một tình huống phản công cho Đà Nẵng. Raffeson. Rất hay. Bên cánh trái là Phi Hoàng, không có việt vị cho các cầu thủ Đà Nẵng. Dứt điểm ngay, không được. Rõ ràng là những pha xử lý của một cầu thủ 18 tuổi, chứ không phải là cầu thủ trẻ Phi Hoàng, thì có lẽ nó sẽ là những tình huống nguy hiểm hơn cho khung thành của câu lạc bộ Hà Nội. Phi Hoàng đã hơi chậm ở những tình huống chạm bóng cuối cùng. Thì vừa rồi là câu trả lời đến từ đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trọng Hoàng. Cơi Minh Tuấn không vào. Đã có lỗi việt vị. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong 5 phút thi đấu vừa qua. Sau pha cản phá vừa rồi thì Tấn Trường đang bị đau. Pha khống chế bóng hụt của Pedro Paulo lại vô tình trở thành một đường kiến tạo cho Vũ Minh Tuấn. Nhưng số 6 của Viettel ở tiếng vừa rồi đã ở vào thế việt vị. Bruno thì đang ngồi trên khán đài. Cai Kê. Trọng Hoàng không vào. Trọng Hoàng chớp thời cơ rất nhanh. Cơ hội đầu tiên dành cho Viettel ở trong hiệp 2.
Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dứt điểm của Trọng Hoàng. Bóng đi gần với vị trí của Tấn Trường. Đây là một trong ba trận đấu của vòng đấu thứ 8 diễn ra trong ngày hôm nay. Trọng Hoàng rất nguy hiểm, Vũ Minh Tuấn cơ hội dâng cao. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho Viettel. Tấn Trường đã có hai tình huống cứu nguy liên tiếp. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống mà Tấn Trường đã cứu nguy cho khung thành của đội chủ nhà. Văn Kiên, Quang Hải, Trọng Hoàng xử lý cực kỳ bình tĩnh. Dương Văn Hào, Minh Tuấn vẫn đang là cầu thủ áo đỏ. Đối mặt không vào, vẫn đang là Vũ Minh Tuấn, vẫn không vào. Liên tiếp những tình huống dứt điểm, và nếu không có tài năng của Bùi Tấn Trường ở trong hiệp đấu thứ hai này, người chơi với một hàng phòng ngự kín kẽ bên phía phần sân nhà của họ và có được rất nhiều khoảng trống ở phía trên trong những tình huống phản công. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cú đá của Dương Văn Hào nhưng không đánh bại được thủ môn Bùi Tấn Trường. Hải Huy, tốc độ của Edison rất hay, Edison đã vượt qua được Văn Kiên. Không được, Mạc Hồng Quân, Trung Hiếu xuống đây. Một cú sút tương đối chất lượng của Trung Hiếu bên phía Than Quảng Ninh, nhưng bóng lại đi đúng vị trí của Bùi Tấn Trường đã chọn sẵn. Trong bối cảnh lực lượng không được quá dày và trận đấu muộn nhất sẽ được diễn ra vào hồi 18 giờ trên sân Lạch Tray. Cơ hội cho Thang Quảng Ninh, Bùi Ngọc Long, cơ hội dứt điểm, không được. Lẽ ra phải là một tình huống đưa ra tuyến hai cho Trung Hiếu. Góc sút vừa rồi là quá hẹp, tốc độ tốt đến từ Bùi Ngọc Long và vừa rồi có thể coi là cơ hội nguy hiểm nhất của Thang Quảng Ninh kể từ đầu trận đấu. Không có lỗi việt vị của Thang Quảng Ninh. Edison, cơ hội rất rõ nét để Edison có thể có bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu này. Hoa Hùng đánh đầu, Diego Pereira đã có thể tiếp cận được trái bóng nhưng tình huống đánh đầu vừa rồi của anh đã quá nhẹ. Trong một bài phỏng vấn mới đây, một pha chuyền bóng hỏng của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội, không được. Đó là cơ hội cho Papa KB. Một pha chuyền bóng hỏng nhưng rất may thủ thành Bùi Tấn Trường đã phản xạ xuất sắc. Pha bay người cản phá rất đẹp của thủ môn Bùi Tấn Trường.